xe đi. Đi luôn hả anh? Không biết đi như nào ấy ạ. Em cứ đề thôi, là nó lổ, nó bao thả con ra, nó số anh để sẵn rồi mà. Đề như thế nào vậy? Em ngồi cửa nhé. Thả từ từ con thôi. Ôi, vinh quá. Cô ngồi được hai người không anh? Lên ngồi đi. Ai biết? Tụi anh quay mình đoạn. VIP nhỉ? Phanh đi. À không, để cái đi. Này không đi giống kiểu xe số được hay sao ấy. Ui, nóng quá mày ơi. Ê, cái xe này không thể đi giống. Ui, xe con này đi va cháy và chết luôn. Ui, anh ơi, cái này giống Ducati anh ạ. Đúng không? Con này con đi bè. Con có cái xe, à, Harley.